Ê, ông làm gì không cho người ta quay phim? Ông cướp cái gì không cho người ta quay phim? Hốt đồ lập biên bản, ký tên là Hoàng chứ không được tự nhiên bay vô hốt nhân cướp gì được. Lý do gì hốt? Tôi yêu cầu mà phải lập biên bản. Anh phải.